Rồi có một số anh em nhắn tin hỏi là tại sao Bình mới mua về á, nó có một cái quần như vậy nè. Nên là tự nhiên nó có nha anh em. Tức là hàng họ sản xuất họ sẽ để trong kho có thể là vài tháng, có thể 1 năm 2 năm, thì tự nhiên chỗ này nó bị ố nè, tự nhiên luôn. Mình mua đập hộp về mấy bình luôn rồi mình giao cho khách là nó vẫn bị ố chỗ này nha. Đó là do hàng tồn kho nó sẽ bị như vậy nha, chứ không phải là bị lỗi gì hết nha anh em, sử dụng bình thường. Rồi chào anh em, đây from the shop. Chủ đề chúng ta hôm nay là phân biệt cái trái gà của các dòng Mikuni TM và các dòng Yoshimura TM. Thì thường là mình chỉ nghĩ là nó khác nhau về cái kim thôi, là một kim là có phun đa điểm ha, một kim là kim nhôm bình thường. Mà hôm nay mình sẽ làm một chi tiết cho anh em nó sẽ khác nhau cái điều gì. Rồi đây là hai trái gà. Bên này là Yoshi, bên là Mikuni Jin ha. Thì đầu tiên đập mắt mình là trái gà bên này lớn hơn, tại vì trái gà bên này là hai cho dành cho 28, thằng này là 26 ha. Rồi thứ nhất, cái thứ hai đó là cái chất liệu. Thằng này sẽ nặng hơn, không phải vì là nó lớn hơn nó nặng hơn, mà nó là bằng nhôm mạ đen. Anh em lưu ý nha, nhôm mạ đen. Nhôm nha. Thấy không? Bằng nhôm mạ đen. Còn trái gà này là bằng nhựa, nhựa mà cũng có mạ luôn nha anh em, nhựa mà cũng có mạ luôn nha. Mình rất là ngạc nhiên tại kỳ trước mình mua một bình Yoshimura đại đầu, tức là kim kim nhôm bình thường như vậy nè, và mình lên kim MGN cho nó và lên thành công nha, vẫn chạy ok, không sao hết, hoạt động hoàn toàn bình thường ha. Rồi ngạc nhiên cái lúc mình khoan ra là cái vỉ nè, cái ba dớ á, nó ra là màu xanh nha anh em, giống như là MDF mà họ có lớp mà chống ẩm gì đó. À, anh em khoan vô cái lõi cho nó thì nó ra cái lõi màu xanh. Thì thằng này là nhựa nha, không phải là bằng nhôm nên trái gà nó nhẹ hơn đó, và thằng này là bằng nhôm, hoàn toàn bằng nhôm nên là trọng lượng nó sẽ nặng hơn. Nặng nhẹ cũng ảnh hưởng này anh em, là cái độ lanh lẹ lên xuống đó, và độ ma sát đó ha. Đó anh em thấy không, ở trong thì một thằng sẽ đi là hình bán nguyệt, bán ngay clip á, còn bên này là hình vuông bo tròn bốn cạnh. Rồi bên này thì là trơn tròn, bên này có một cái, bên này thì có tròn nhưng mà lại không có một cái vòng tròn ở trong nữa, là hai vòng tròn ha. Đó, nói chung là mình phân biệt bằng cách là kể cả họ nó lên kim luôn, rồi mình phân biệt bằng cách là thằng này là bằng nhựa nè, cầm nó rất là nhẹ ha, và thằng này là bằng nhôm, tức là Yoshi họ đã có nghiên cứu rồi, họ đặt hàng là làm cho họ bằng chất liệu nhựa mà loại nhựa hợp chất nào đó, nó có thể chịu được xăng và chịu được ma sát và chịu được nhiệt, mà những vấn đề thì công nghệ không có gì khó hết, miễn làm sao làm cho trái gà tôi nhẹ bớt để giảm ma sát và độ lanh lợi nó hoạt động ở trong chân không á sẽ tốt hơn. Rồi có một số anh em nhắn tin hỏi là tại sao Bình mới mua về á nó có một cái quần như vậy nè, là tự nhiên nó có nha anh em. Tức là hàng họ sản xuất họ sẽ để trong kho có thể là vài tháng, có thể 1 năm 2 năm, thì tự nhiên chỗ này nó bị ố nè, tự nhiên luôn. Mình mua đập hộp về mấy bình luôn rồi mình giao cho khách là nó vẫn bị ố chỗ này nha. Đó là do hàng tồn kho nó sẽ bị như vậy nha, chứ không phải là bị lỗi gì hết nha anh em, sử dụng bình thường. Thằng này vô trái gà nó bị lắc mà, nó sẽ không có kín như là mấy cái trái gà tròn đâu nha, nó có độ rơ nhất định nha, nên là anh em xài một thời gian á là trái gà này nó sẽ kêu. Thì mình khắc phục bằng cách nào, anh em mua một ra thành đạt nha, mua một cái lò xo dành cho bình xăng con Senta 67, lò xo 67 nha, là nó ra một cái lò xo inox như vậy nè, rẻ lắm, 7-8 ngàn gì à. Rồi xong anh em thế vào là cái gà em ru chạy một thời gian, có thiết bị chứ không nha, nhưng mà mình nên phòng hờ là cái lò xo của nó rất là yếu, nên là mình sẽ chơi cái lò xo này, chứ còn đặt là cả 100 ngàn cái đặt riêng á thì mua lò xo này được rồi bằng inox, mà nó sẽ nhiều cái
cái vòng hơn nè, cho nên là nó sẽ nặng hơn ha. Và anh em gắn vào thì trái ga bằng sóng bị lắc, kể cái thằng ID28 cũng vậy luôn, nếu mà thấy lò xo vào thì nó sẽ im luôn. Đây lò xo của thằng TM28 nè, rất là dài nha. Đó thì anh em nắm được cơ bản ha, là không phải khác về kim nữa mà khác về cái chất liệu làm nên trái ga nữa. Để nhận những video mới về các loại bình xăng con, vui lòng đăng ký kênh và chọn tất cả. Đây là SRAM Lo Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.